Chào cả nhà nhé, chào cả nhà đến với buổi tập của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Hiện tại mình đang có mặt tại sân Lạch Tray đây. Buổi tập của các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng diễn ra vào 16 giờ. Hiện tại là một số cầu thủ đang tập các bài tập về sử dụng đùi, đầu gối và cả đánh đầu nữa. Giờ là các bài tập về chuyền bóng. Hiện tại là bên khu vực đường pit là có một túp các bạn nam nữ đang tập nhảy đây. Những sắc thái, những vũ điệu bốc lửa. Đây là đội trai xinh gái đẹp đây, đang tìm view đẹp để chuẩn bị. Đấy, rất nhiều hot girl. Dương đá trước à? Đá cả sân. Hôm nay sẽ đá chia đội. Vẫn đang là ghép đội để tăng cường lực lượng cho trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh. Đội trưởng Ngọc Thịnh đây. Hôm qua mọi người hỏi Martin Lò đây. Bây giờ Martin Lò xuất hiện rồi. Martin Lò. Martin Lò tiếng nói tiếng Việt hơi giỏi đấy. Cười tươi lắm.
Nếu mà trên cái mình trên kia mình ngồi xuống trong cờ, mỗi khi người ta cầm cờ lầy. Cờ lầy là cờ chỗ được. Sao trông nó to nhỉ? Cờ lầy mà vả vào mặt cho tôi thôi đấy. Nghe đấy. Cờ lầy vả vào mặt. To lắm, nặng lắm. Hoàng Anh đang yêu cầu ấy, cờ này trông to quá, nặng quá. Thái Bình thử phật vẫy cờ. 10 Tôi đang bên huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang vẫn đang chỉ đạo các cầu thủ ở các vị trí đang cần phải ghép lối lại. Nhà, đúng chưa? Đúng là nhà của mình. Đúng là nhà của mình.
đổi đấy, đổi đấy, đây đổi phải hô, đúng rồi đấy, Hiếu đằng sau phải hô cho Nguyên. Phú Nguyên này, Chí Minh này. Châu Ngọc Quang này, Hoài Dương này, Văn Minh này. Xavi, that's foul, man. That's foul. Big foul. Cháu bé đang xin được chụp hình với Di Mario đây. Chạy như chúng ta mồi. Mà đã, anh cũng bị sợ mà là Di Ma. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháu bé vẫn tiếp tục xin chữ ký, xin hình ảnh của các cầu thủ, xin được chụp hình với Đình Triệu rồi. À, Dũng Quang Nho. Hey!
Thank you.
Chào cả nhà nhé, kết thúc buổi tập của các cầu thủ cơ bốn Hải Phòng trên sân tập trên sân Lạch Tray. Hiện tại các cầu thủ đã kết thúc buổi tập rồi. Lê Mạnh Dũng đây. Đào Duy Khánh. Bùi Tiến Dũng. Hoài Dương. Dũng Quang Nho đây. Hình Quang cất bóng đây. Chữ Việt Hưng anh Hồng Trường này. Phải chưa lỗi phụ này. Thằng nào anh chuyển về khu Bác sĩ đây. Hiếu ơi. Bão sẽ đổ về. Ta có thấy khuôn mặt của Uma đang có mặt tại sân Lạch Tray. Thank you.
Thank you.